yêu chị nhớ đến con thơ, bút nghi điển ký hiện chờ, chị điển con biết đến bờ mẫu đưa. Thiền bát nhã sam chưa gương thanh, chiếc đò chiều bên tắt rời sông, cả phiêu khách lữ trần hầm kéo mau kịp bước vừa trong hội kỳ. Con của mẹ hội thì sắp đến, các con đây diện kiến gặp thầy, mau mau ôm tập bài thi, trời trường mẹ dạy tổ thầy chỉ cho, ngôi gia mẹ thơ đồng chỉ dắt, dạy các con tu tắc kịp kỳ. Long qua đại hội về thi, thi tài thi đức thi thì hòa công, nhớ thầy dạy thơ đồng buổi trước, con ngủ duyên được phước ban truyền, nhớ lời mẫu dạy mẹ hiền thì con được đầu mẹ liền chăm công. Trên giáo chủ tiên ông cũng chứng, bởi con đầy ứng dụng hậu lai, vì con của mẹ chanh tài, kỳ này con đầu sắc mài thành kim, nhớ siêng năng kiếm tìm chân lý, được minh tâm huệ chi sáng lò. Con ơi hãy khá lập công, kỳ này cố gắng đứng trong địa cầu. Mấy muôn năm đau đầu dai trả, gán đầu cao gạn gỡ tâm đường, quyên tâm bền chí kiên cường, trường an mở hội khoa trường chăm thi. Mẹ khuyên con nghi nên nghi nhớ, đừng lan xao con chớ lạc phai, chỉ còn phút cuối hôm nay, các con nghe mẹ thiên thai được về. Mẹ chẳng ép lo bề con dài, bị lạc lầm theo trải nghiệm linh, rồi con quên mất hữu tình, bao nhiêu tâm huyết mẹ nhìn cho con, rồi con bị nước non trôi cuốn, tiêu xác hồn khốn đốn còn đâu. Lo con mẹ quá u sầu, dùng cơ điện bút lệ châu khó cầm. Trên cung điện âm thầm mình mẹ, hương con chật quá lẻ con ơi, chuyện cớ thăm trẻ ít lời, bay nhiều tâm huyết con thờ biết chăng. Trong cõi thế thập phương chư Phật, đều độ trần chân thật hiếu chung. Ngày nay ân
xa khắp cùng Tây Cung Hòa Mẫu diệu dung thương đời. Còn chi hiếu cầu trời kinh Phật, lòng từ bi chân thật các con. Thấy con tượng lấp lo tròn, con nào cũng được phước hồng mẹ ban. Mẫu chờ đói mỏi mòn lâu lắm, cho xuống trần bạc vàng tâm hao. Cùng vì danh lợi hữu hào, tiền tài vật chất khác nào chim bao. Mọi người nghe rõ mà. Đời già tạm mê giàu thì khổ, đến bao giờ con gỡ được ra. Gây bao nghiệp chướng thiết tha, đắm chìm bể tục mây ta làm mê. Nay nguyện cầu cho nhà họ Nguyễn, năm nay tuổi mẹo tâm thành. 47 tuổi giờ này, tâm thành cầu nguyện mấy câu để dành. Này tuổi mẹo mấy lời phải nhớ, giữ tâm mình hai chữ bình an. Năm nay được chữ an khang, năm nay hai chữ bình an giữa đời. Thân phải chịu lên đến giữa biển, cái nhọc nhằn hai chữ đau lòng. Bây giờ thân gái tạ tơi, dầu sôi lửa bỏng mình đã ơn giữa đời. Biết bao điều mình đã ôm trong giá, chẳng kể ai sao vậy cô hiền. Phải chăng hai chữ bè bàn trong lòng, hai chữ thơm chan giữa dòng. Nước mắt chàng cô hiền gánh chịu, biết bao điều lệ đổ gừng gừng. Cô đây ăn đắng nuốt cay, trong lòng ai hiểu mấy lời thơ văn. Nhưng cô được nhiều người phù đó, kiếp căn xưa lắm chịu đau buồn. Tháng tư hai chữ bè bàn, thấy vĩ cô dương dậy thời nghe cô. Mà tháng tám đề phòng cô hỏi, cái nạn tái xe cổ giữa đường. Mấy câu chúc tặng đôi lời, chúc cho cô được an lành sớm hơn. Mọi người nghe ổn chưa? Nghe ổn chưa Bảo Trân? Hai nguyện cầu họ Lê Hòa Quyền, mà mong điệp sinh hạ.
dần như chiếc thuyền kia ra ngoài sóng lớn dải dầu nắng mưa. Đời của cô giáp dần an hưởng, sâu của cô phiêu bạc giữa đời. Gian nạn hai chữ khảo nhồi, cơm dầm nước mắt là đời của cô. Cô đã khổ từ mà hồi còn nhỏ, tổ độ cho nhẹ lòng. Cô có căn cụ quyền chăm họ, gán nguyện cầu xin với bề trên. Thôi nay chúng tặng đôi lời, để dành cuộc sống thành tráng của mình. Đời già tạm mê vào thì khổ, qua đến bao giờ con gỡ được ra. Gây bao nghiệp chướng thiết tha, đâm chìm bể tục mỹ ta làm mê. Nhìn tứ phương ê chề đau khổ, nhìn các con mà mẹ đau lòng. Thôi gọi mắt kiếp ngàn năm, làm sao cứu kịp linh căn phản hồi. Con nhìn xem chỉ bài cho thấy, đủ thứ điều diệt quấy xảy ra, toàn là danh lợi can qua, tạo nhiều việc dữ khó qua kỳ này. Lực thiên đình hiện nay gốc gao, cho con hay phước báo gán làm. Màn này mẹ chủ nhất tâm, tu tâm dưỡng tánh, việc làm chánh minh. Mẫu khắc hoài thiên kinh dạng điện, khắp năm châu bốn biển cần lo. Vì đời chưa được tự do, tranh cao tranh thấp so đo hại đời. Đến chừng đó lỡ cười lỡ khóc, tam giao tòa chẳng sót một ai. Dân chiến nguyện tâm thành quả quyền, để nguyện cầu gian giái bề trên. Tuổi thân ôm cái phận đời, giai mang trọng trách là đời của cô. Giai cô mang nỗi buồn thấm thấm, và giọt sầu cô gánh trong tâm. Lên đơn qua kiếp trần đời, cô mang gánh nặng trong tâm có dài bài. Nhớ khi xưa dòng cháu cô đời, một kiếp đời cô liệt quanh quanh. Hiện giờ mang nỗi sầu thương, cô ơi ngồi ngắm cuộc đời của cô. Thân mang chữ lào lao hai chữ, kiếp khảo nhồi cô gánh dậy thời. Đêm nằm cô nghĩ cho đời, cái nước mắt cô để cho mình.
tiếng cười cô để cho đời dạy con. Thôi gán nghe ngày nay dân chiên, mà tuổi thân ở chốn trần đời, nguyện cầu hai chữ ngày nay, chúc cầu anh đạo bình an giữa đời. Số của anh tức thời như vậy, phải nguyện cầu hai chữ bình an. Thôi nay chúc tặng vài lời, chúc cho anh được bước ra an đủ đầy. Ngô Chí Bảo năm nay tân tỵ, gán nguyện cầu trời Phật số mình có kiếp cắn tu, chớ nên buông bỏ lòng đau lỡ kỳ. Trên bề trên đã căn định phận, chiến đò chiều em gán dồi trao, làm công bồi đức để dành, ngày sau em hưởng phước ca căn nguyện cầu. Dân Chiến ơi, chút nữa nhắn tin đi nghe em Chiến. Gán nghe cầu em mà dương thế, gán chuông tròn cái chữ đạo hiền. Năm nay em được an lành, coi chừng mắt ca chị thầy phí giữa đời. Thôi mấy câu tâm đà kinh chung, phải giữ lòng giữ đạo nghe em. Đêm nằm em cứ sầu lai, chữ tình gán giữ dậy thời nghe em. Chúc bảo chiều bình an giáng sử, làm việc đời phúc và hạnh biết bao. Thôi nay chỉ chúc vài lời, chúc cho mà sức khỏe an khang giữa đời. Xin chúc cho con nhà họ Nguyễn, Lê Thị Thu 44 ngày nay. Nguyễn Thị Lệ Thu 44 tuổi nay, khẩn cầu trên đấng quyền di. Bốn mươi bốn nguyện cầu trời Phật, cô ơi cô nhận nhìn tâm mình. Trong nhà mịt mịt mờ mờ, nhà cô mịt mịt mờ mờ nghe cô. Nếu không đúng khi sao cái bíp, gặp nước kìa hai chữ nghe cô. Bíp thời gặp nước là tiêu, cô ơi nhìn lại gõ gàng thấy chưa. Bíp của cô cao cao thấp thấp, nó ngộ kỳ lắm thật nghe cô. Về nhà xem lại gõ gàng, coi xem có đúng vậy thời hay chưa. Chuyện trong nhà sầm hết đó, biết bao điều cô gánh trong tâm. Chuyện vui chưa thấy bao nhiêu, chuyện buồn lại kéo ôm mang
phận đời cô gánh cô mang. Thôi nay chúc qua tặng đôi lời, về mà xem đúng sửa liền nghe cô. Văn Chiến ơi, chút nữa nhắn tin vô Facebook đi để dễ nói hơn. Mở nhỏ hay mở lớn à, thiện nhân ơi. Nay chung cho nhà nhà an hảo, chúc mọi người được chữ bình an, chúng cho phước hạnh trần gian, chung cho người mẹ hoàng nhung nơi này, chung mẹ hiền bình an giáng sử, chung mẹ đạo hai chữ bình an, gắng làm trọn sứ thầy ban, gắng làm cho đặng phước duyên đủ đầy, nguyện thành 19 tuổi lẻ, nguyện chúc cầu em đạo bình an, chúc cầu em chữ an khang, chúc cầu em được phước lành bề trên. Mà sự việc vuông tròn hai chữ phải gắn dương cuộc sống của mình, dù bao gian khổ dày thời, dương lên mới được vững an lòng mình. Phải dương lên vì bao khổ cực, phải dương lên giữa chốn ta bà, dương lên cái khổ trần ni, dương lên cái chữ thầm mà hiểu đời mình. 19 tuổi tương lai rộng mở, thôi mấy lời để dạ hành trang, chơi bạn mà lửa mà chơi, chơi người hạnh đức vẹn toàn em trai, chơi chọn người mình là sai vậy thế, gán nghe lời hai chữ vậy thôi. Nếu không đừng trách kêu trời, sao mình lại bị bạn bè chơi thăm. Thôi mấy câu dài câu để đó, để xem coi có đúng hay không. Mấy lời cầu chúc vậy thời, thôi nay tạm chúc dài câu mấy lời. Chốn trần miền ngày nay hai chữ, có đệ huynh tại chốn nơi này, nhân duyên mới gặp trùng phùng, chung cho con đảo mỗi người ấm no. Nhớ nghe chưa những người con đảo, phải mót mòn cái đạo trần đời, gian nan cho lắm vậy thời, mình đây ôm chịu đắng cái giữa dòng. Nguyện thành trai 43 tuổi, phải dập đầu sinh với bề trên, tu quyền thất tổ cầu sinh, thì mình mới được ước áo
cậu ơi tháng bảy mười ngày chẳng mờ chẳng khuyết vậy thời nhớ nghe nhớ xe cổ đầu tiên nghe cậu tránh những nơi gây gối âm sầm thứ hai tránh chữ tiền tài ra đường có thấy bất minh vậy thời mình phải gán vượt qua tháng đó coi chừng nghe mắt nạn vừa dòng nạn này nạn của người ta cậu đây ôm lấy chữ quan đến mình nhớ cẩn thận mười ngày chẳng khuyết mà chẳng mờ cậu nhớ cậu ơi qua rồi mới được bình an năm nay cực khổ lắm điều đó nghe thôi gán đi bề trên phù hộ kiếp cậu đây cực khổ nhiều rồi thôi nay chúng tặng đôi lời gán cầu gán khẩn Quan Âm Phật bà năm nay tuổi sổ dậy thời 49 tuổi dậy thời cầu an năm nay năm tuổi bao điều đầu năm chục pha chặt biết cả bao nhiêu điều chữ tiền tài ngày nay phải gán chữ bạn bè cũng gán chữ tình chữ nghĩa vuông tròn năm nay năm tuổi mỗi điều trấn an kém chữ tiền kém luôn chữ phận gán nguyện cầu thất tổ cầu sinh để cho tuổi sửu vững vàng năm nay tuổi sửu nguyện cầu năm nay cực khổ giữa dòng lâm đa thôi mấy câu tâm đà kính chúc chữ thiên cơ chẳng lỗ mấy lời ngày nay chỉ chúc an lành phước tăng trường thọ phước lành đề đa này bảo chẳng con hiền phải gan dù bao điều cực khổ con mang chữ đời là vậy đó con đưa người qua bên ai đâu nhớ mình con buồn thân rồi con trách phận mình hai chữ bèo trôi nhớ rằng cái chữ nghiệp tan như là buổi tiệc hiệp tan mấy hồi con phải gan dương lên cuộc sống dù đắng cay con giữ cho mình mạng này lập đức bồi công con đừng mơ tưởng chữ tình nên đôi ba năm nữa con khờ hành xử để giúp đời phù độ ba già đừng mời cái chữ tình duyên bề trên đã định con đây phải cứu đời buồn chi cái hiệp tan dương thế lắm nhọc nhằn con gánh cho đời thôi buồn chi cảnh bè
anh dòi trao kinh sử phải ngày đêm hầu cận mẫu hoàng. Ngày sau phải lập điện thờ để cho mình được phước lành. Ngày sau con phải gán dù bao gian khổ nước mắt chàng mình cũng bằng lòng. Miễn sao tâm được nhẹ nhàng thì con mới được phước an trong gia đình. Thôi mấy câu giữ lòng chặt và nước mắt rơi giọt trà trong lòng. Miễn cười con để thế gian chứ lòng tan nát vậy thời con ơi. Tại vì con ngày xưa chôn mẹ xuống trần đời hai chữ ngày nay. Nam mô chúc tụng con khờ, con ơi giữ giả phước lành mẹ ban. Này chúc cho cổ chàng hai chữ chúc nguyện cầu đắp mối đạo duyên. Mạng này nghiệp quả căn rồi, bao năm ngồi đợi ngóng trong đợi chờ. Năm cầu ghi sĩ tư trời đời, đợi chờ gì cô hỏi là cô. Chứ nên buồn bã trong lòng, đêm nằm lệ đổ mình ơn giữa đời. Con của mẹ bị nhồi bị tạo mới dựng và cái chữ tu hiền. Chứ nên hai chữ vậy thời, các phần căng hỏi gắn lo đắp bồi. Đừng ham chơi dậy thời linh tử, các phần ơi nghe nói mấy lời. Muốn bà chiến chót dậy thời, đừng đi mê nữa hỏng trần trễ nghe. Hỏi linh căn các phần dương thế, đang theo người tu học thế gian. Mau mau thực giấc cỡ ban, canh gà đã gái đợi chờ gì chăng. Mau tìm chỗ tu hành để kịp, nếu không thì chẳng có tuổi tên. Làm sao mà độ xác phàm, linh căn ơi hỏi mau mau nhớ lời. Mau tìm đường tu gao hành xử, để kịp về độ xác trần gian. Hỏi này bới các phần linh, đang theo người nữ dương phàm ngày đêm. Thôi nhớ lời màng ba đã tới, không chịu tu kể kịp vậy à. Đây là khuyên nhủ linh căn, con mau dạo gót cảnh tiên trở về. Đừng đi nữa quê nhà lạc lo, cảnh tiên bồng ai đợi ngóng trông. Hôm nay cô đảo dừng lòng,
mấy phần cắn hỏi chợ này có nghe khuyên cô đạo dừng lòng bền chi để mình à đây dựng bước đò chiều đời mình cực khổ bao nhiêu hồi nay nhất quyết cầu xin mẹ hiền hãy nguyện với mẫu hoàng xây chuyện để cho con có kinh phí giữa đời lập nên cái điện cầu xin để con thờ phượng trong tâm cho vững vàng nay hòa quyện xin cùng với mẹ thâu chính từng mẹ chứng lời cô ngày nay ban tuổi đọc tên diệu trang dương ngự bến tre dừng vàng nay diệu trang tầm thinh hòa quyện như mây cầu phải gán để lòng tên này tên của quyện di diệu là diệu tánh diệu hiền thế gian diệu tự tâm ra ngoài bản tánh diệu phật hư để giúp đưa đò trang là trang nhã anh đài trang giang hai chữ gạn danh sau này nay diệu trang tên đề đặt sẵn nhớ mấy câu tên để nghi lòng ngày xưa đặt có bao nhiêu không bằng một phút tên này đâu nghe tên diệu trang bề trên sắp đặt để nói chuyện tu hành thiên tiên thôi nay chúc tặng đôi lời hạnh trang cuộc sống nhớ mau dừng vàng lời tâm quyết ai ơi hãy nhớ dù nặng lòng nước mắt bao nhiêu dừng lòng tay khách về quê quê mình có mẹ đợi trong dậy thời đường về quê mờ mờ mịt mịt nếu lạc đường sao kịp người ơi màn ba đã tới gò càng dương thần phải chịu lắm điều sầu lai khuyên linh tử nơi này gán nguyện xin màu hoàng đợi ngày chờ ngày nay cầu nguyện thế hào bình an dạ chào Ngọc Lụa thương linh tự màng ba khảo nhạo dưới đò chiều hai chữ ngồi trong đợi khách về quê chờ này chúc tặng ngọc lụa chữ bình an màn này đâu phép tranh tài hô hào xưng lớn ga quay anh hùng dùng bùa phép nhiễu nhương quyên gù bị tà ma nó cứ hại đời
bởi con quá giỏi tin lời, ham mê linh nghiệm khổ đời của con. Rồi con xem chẳng còn một đứa thứ bào hùng chất chứa dạ tâm, nghe theo ma quỷ rồi lầm, làm con mê mỗi thân phàm hồn tiêu. Khi đến diệt lực điều phấn xử, hiền đăng còn làm giữ phải tiêu. Mẫu đây từng nói bao lời, xét coi xem lại quá nhiều không con. Lời mẫu dạy chắc non tở biển, mà con trần thể hiện rồi chưa. Thương con biết mấy cho vừa, chỉ con thất tình ngăn ngừa tội khinh. Lời mẫu dạy chỉ phân nghiêm diệu, con ngỡ tai chẳng chịu nghe lời. Đến khi tới việc tới bời, hồn tiêu phách tán gà rồi còn đâu. Điển cơ mẹ từng câu hủ ly, còn sáng tâm mở kia xếp giờ. Bao nhiêu tâm quyết gì con, thân mẹ nào kể hao mòn tâm can. Điển thiên mẹ bao trầm vũ trụ, các con đầm hấp thụ điển hoa. Lờ kinh cơ bút gò gàng, sao con chẳng gò tâm đường mà đi. Mẫu trường quán từng ly từng tí, nhớ lời khuyên hộ ly chí tình. Dạ, đây là kênh Diêu Trì Kim Mẫu, Phật Mẫu dạy đạo quyền cơ bút, quyền cơ diệu bút. Sao con chẳng chịu lòng tin, là sao đăng quang? Ngày ngày lo uống lo ăn, lo danh lo lợi lo tranh tước quyền, lo cái nồi ưu phiền sắp đến, lo làm sao cái bên yêu thương. Lo đời còn quá nhiều nhưng, anh em huynh đệ đón trường mất nhân. Lòng mẹ thương lời phân bao trước, con thơ tạo phước thiện lành. Dứt điều cản bà lợi danh, quyền mê mờ chi anh em bất hòa. Con nên nhớ bụ tòa phán sự, thì các con phải kẻ ca lực ca hình. Rồi đây rồi đây mắt tánh căng lạnh, làm sao cu đặng chịu đặng khổ đau. Mẫu nhìn con tiêu hao tứ phía, mẹ đâu đặng ngữ tía lầu son. Chuyện cơ lời bảo khuyên con, mong con nghe mẹ đặng còn về.
con học biết sửa rồi căn bàn. Lực thiên định vô hạn định phân, trời cha thiên lý cầm cân, sự thân thường phạt cảnh trần hiện nay. Mẹ có thương thằng ngài đúng lực, mong con thơ chân thật lòng thành. Nay chúc cầu quốc thanh thơm chè, con hỡi con giữ giả mấy lời. Mình tu thì biết phận mình gian nan khổ cực giữa đời chớ than. Dù cay đắng mình con gánh chịu, phải giữ lòng trơn cánh nghe chưa. Một tâm một hướng một đời, không nên hai chữ hái quá vừa đời. Dù gian khổ mình là con vẫn bước, cái phận mình lập đức bồi công. Chớ nên dại dột nghe đời, gọi ơn cái khổ trong lòng con ngao. Bao gian khổ mình ơn phải gan, biết phận đời cay đắng rất nhiều. Gian nan cho mấy vậy thời, chớ nên lạc bước giữa đời phong sương. Phải giữ cho thân mình trong sạch, sạch từ tâm cho tới ra ngoài. Chữ tình chữ nghĩa con ơi, làm sao cho được vuông tròn nghe chưa. Đời của con chữ tình gánh nặng, biết bao lần nước mắt nghe chưa. Gan đi mới được dựng già, bao nhiêu tâm huyết mấy lời dạy khuyên. Thôi phải gán dọc châu nước mắt, buồn việc gì tâm sự bề trên. Đêm đêm nghe chữ dạy khuyên, thì mình mới được phước giữ giữa đời. Chớ nên còn ra đời chánh chấp, chịu nhà nhồi than khóc ngày sau. Năm nay phải gán mấy lời, thôi cầu hai chữ phước an đủ điều. Chúng anh hiền nơi miền an hữu, mà chung cho anh đạo nơi này. Thân mang cái chữ làm vui, anh đây phải chịu biết lời dèm pha. Thân của anh đưa người sang bên, phải chịu nhiều cái cảnh sầu thương. Đưa người sang bên về quê là đời anh đảo nơi này anh ơi. Số của anh bao nhiêu cái khổ, đưa khách sang sông sang bên, vậy có ai mà nhớ tới anh.
gắng đi cái phận đưa đò, còn bao thử thách Phật bà chăm công. Nguyện cơ xứ linh bà an hưởng, phước lộc bà đa hai chữ an lành. Bà về bà tiếp lộc âm, ban thêm cái lộc phước duyên đủ đầy. Thôi gan nghe cơm dập nước mắt, biết bao người vùi dập cầu đây. Bao người xô ngã dập lên, nhưng mà có mẹ đưa về an khang. Thôi gan nghe mong ngài tương hiệp, được hữu duyên chúc tặng anh hiền. Mong ngài mẹ chuyển hữu duyên, anh em mình tương ngộ dài câu miếng chầu. Thôi chúc anh lộc bà mà ban xuống, đừng buồn nữa nghe cái phận mình dậy rồi. Thiên đình bút ký gò gành, ngày sau đắc diệt tiên âm phản hồi. Xin cầu bảy âm dung độ chân, độ anh hiền được ca chữ sắc nghi. Độ cho mọi việc ca an lành, thôi nay mấy chữ chúc anh để dòng mà đời. Chi tâm học đạo tu hành, ban truyền các lệnh chăm quan, chung cùng lệnh mẹ khu an cảnh trần. Con cố gắng thi hành lời dạy, đắm mê chẳng nên phải xa ngôi. Mẹ mình trong đứng trong ngồi, các con còn dài ham chơi bề trần. Mẹ xót dạ bao lần gian thế, đã nhiều lần lìa ghế cung son. Thấy đời lắm cảnh héo giòn, thương cho con trẻ nặng đòn phải mang. Nhìn mái tạo càng ngày thúc giục, lòng mẹ đây muôn khúc đòn trường. Nhìn con trước cuộc tang thương, thế mà con mãi chủ chương lợi tài. Mẫu đã lập qua đài đại hỏi, quyền chúng sanh hay dội tu hành. Đời cùng khó tránh đau binh. Dạ. Đời cùng khó tránh đau bệnh, dù thương mẹ cũng không tranh lực trời. Ngày tận diệt tận thời mau lắm, mà càng còn bước chậm lắm rồi. Cùng vì danh lợi chị lôi, mẹ đây vì trẻ đứng ngồi không yên. Mong nam nữ lửa phiền tươi tắt, để tránh cơn gió bắp thổi lùa. Chữ tu vàng cũng khó mua, chung hiếu con tròn mẹ cha chấm phần.
lầm tưởng bạc vàng là quý mẫu, khuyên con hãy nghĩ cho cùng. Rồi đây các việc hại hùng, con đâu có được hung dũng như vậy. Bởi mẹ thấy từ đây con khổ, khổ các con mẹ đổ dòng châu. Hãy mau thất tình hồi tu, mới là được mẹ hộ phù vững an. Ôi trước cảnh tàn tương san, tâm thân con gờ gạt nổi trôi. Mẹ dù ân huệ liên hồi, cũng không cứu vãn được hồi ngựa nghiêng. Nên mẹ gửi lời khuyên chung tâm, bớt lần lần vật chất thế gian. Gán dình từ lúc sinh phân, nhân sanh phải chịu tan thương khổ sâu. Con nghe mẹ liệu lường kẹo hồn, biết bao lần sập ba đổ con ơi. Hôm nay mẹ nói phân lời, các con hãy liệu giữ thời nhân sanh. Nay nguyện cầu phước chữ để lại, để nguyện cầu huynh đệ chúng tay. Mỗi người xin nhân chút thời gian, đốt hương hòa quyện dịch ta kia đầy lùi. Xin huynh đệ hiệp chung với đề, để lời cầu thâu đến hoàng thiên. Đêm đêm đốt một nén hương, nguyện cầu trời Phật dịch ta kia đầy lùi. Khắp hoàng cầu tán thương gì, bởi cảnh khảo nhồi hai chữ tán thương. Hỡi này huynh đệ tứ phương, xin cùng với đệ một câu nguyện thầm. Để dịch kia một ngày tươi sáng, để đầy lùi hai chữ an khang. Mỗi người niệm một câu thôi, sẽ mà tất cả ứng giữa nơi thế chẳng. Một mình để không làm nên được hỡi, một cây sao mà đắp dung bồi. Nhiều cây chùm lại mới lên, xin hỡi huynh đệ một câu nguyện thầm. Người con đạo một lòng cầu nguyện, để mót bỏ cái chữ đạo tu. Việt Nam đã khổ nhiều rồi, xin trên Phật mẫu đồng lòng thứ dung. Người con mẹ chẳng hơn cao thấp, người con mẹ giữ dạ đường tu. Người con tu hiểu dày thời, tu tâm dưỡng tánh ngày sau đắp bồi. Tu là phải dồi trao đức hành, tu là phải gạt bỏ lòng phàm. Tu
phải ngàn năm khổ sầu. Kim linh căn phân phân hiện hiện, phải chịu nhiều mang tiếng thị phi. Một lòng hiếu đạo dài câu, thôi nay tạm dứt chút cho nhà nhà. Nhớ nhà huynh đệ mỗi đêm cầu nguyện, sáng trưa chiều nguyện với hoàng thiên. Để cho Nam Việt đầy lùi hân hoan hạnh phúc dài câu dày thời. Hẹn ngày sau mấy câu tạm chung, thôi dứt lời tạm chúc nhà nhà. 23 huynh đệ tương phùng, thôi nay tạm chúc nhà nhà an yên. Chúc mỗi người ngủ ngon no giấc, để ngày mai dương chải giữa dòng đời. Chúc diệu trang rồi lại cô nhung, chúc người con đạo bảo chân phước lành. Chúc mỗi người bình an non dân, nhớ làm tròn số hệ tiên phong. Giờ này tạm biệt khắp cùng, chúc cầu huynh đệ chim nay được an lòng.